Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức giao ban trực tuyến công tác đảng, công tác chính trị quý 1 năm 2023. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác đảng, công tác chính trị quý 1 năm 2023, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu, Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Thảo A Pinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố. Quý 1 năm 2023, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang quân khu đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm chỉ thị, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị, bám sát cơ sở, triển khai linh hoạt, toàn diện, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch. Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ý kiến của các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ ra một số hạn chế, khuyết điểm và bàn biện pháp khắc phục, đồng thời xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng, công tác chính trị quý 2 năm 2023. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên, tích cực triển khai hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Kịp thời tuyên truyền giáo dục, giữ vững sự ổn định về tư tưởng cho bộ đội, nhất là các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên và quân khu, cụ thể hóa vào cấp mình để tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất, thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, các phong trào thi đua, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, kiên quyết đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những hành vi sai trái tiêu cực, thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, chính sách, hoạt động của các tổ chức quần chúng và đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao, diễn tập ở các cấp. Ngày 5 tháng 4, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tiếp nhận nạn nhân Tần Ú Mẩy, sinh năm 1996 ở xã Xì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu để bàn giao cho chính quyền địa phương và đại diện gia đình. Nạn nhân Tần Ú Mẩy cho biết, vào khoảng năm 2010, lúc đó khoảng 13 tuổi, được một người phụ nữ ở cùng bản dụ dỗ lừa gạt đưa sang Trung Quốc qua khu vực suối biên giới thuộc bản Sa Khâu, xã Xì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ. Khi sang đến Trung Quốc, Tần Ú Mẩy bị đưa đi bán cho Nguyên Hải Phụ, sinh năm 1974, trú tại xã Tân Hóa, thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, lấy làm vợ với giá khoảng 50.000 nhân dân tệ. Quá trình sinh sống với Nguyên Hải Phụ, Tần Ú Mẩy sinh được 4 người con. Do bị chồng thường xuyên đánh đập, nên năm 2019, Tần Ú Mẩy đã trốn khỏi nhà chồng và đi đến Quý Châu của Trung Quốc làm việc. Đến tháng 4 năm 2022, bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ, và tháng 4 năm 2023 được trao trả về Việt Nam qua biên giới tỉnh Cao Bằng. Biên phòng tỉnh Lai Châu đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc để làm căn cứ xử lý đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị khán giả, thời tiết diễn biến phức tạp, trời nắng, hanh khô diễn ra trong thời gian dài. Đây là một trong những yếu tố hết sức nguy hiểm bởi tình trạng cháy rừng trên diện rộng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cần tăng cường, chủ động lên các phương án để có thể ứng phó kịp thời khi sự cố cháy xảy ra. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đang chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhân dân, đặc biệt là công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức trực 24/24 giờ tại các chốt cửa rừng xung yếu giáp danh vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, nghiêm cấm không cho người dân ra vào rừng, sử dụng lửa trong rừng, ven rừng với lý do không chính đáng. Chỉ đạo các xã thị trấn giáp danh vùng đệm vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn duy trì trực 24/24 giờ tại chốt gác bảo vệ rừng ở các xã Phúc Khoa, Trung Đồng, Hố Mít, thị trấn Tân Uyên. Tiến hành xây dựng đường băng trắng cản lửa, thực hiện tốt công tác rà soát làm mới, duy tu bảo dưỡng công trình đường băng trắng cản lửa tại những vị trí dễ xảy ra cháy rừng. Phòng chống cháy rừng là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng đối với huyện. Thì hàng năm thì ngay bắt đầu bước vào mùa khô, chúng tôi đều xây dựng các cái chương trình kế hoạch để
thực hiện cái việc quản lý phòng chống cháy rừng. Thì trong công tác này thì chúng tôi xây dựng kế hoạch, sau đấy thì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cái chủ rừng, đặc biệt là hạt kiểm lâm là nòng cốt, để xây dựng cái kế hoạch đến từng thôn bản, đến từng xã, từng thôn, từng bản, và tiến hành cái việc tuyên truyền vận động người dân ký các cái cam kết không dùng củi lửa trong những cái thời điểm cao điểm như mùa khô. Những cái năm gần đây nhờ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy cho nên là cái việc cháy rừng đối với huyện Tân Uyên hai năm nay là không có cái hiện tượng cháy rừng xảy ra. Trước thực trạng thời tiết diễn biến cực đoan, rút kinh nghiệm từ mùa khô những năm trước đây, Chi cục Kiểm lâm đã chủ động chỉ đạo các hạt kiểm lâm huyện, thành phố tập trung chủ động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tuần tra ở những khu vực nguy cơ cháy rừng cao, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng, kết hợp với các lực lượng liên ngành thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực sẵn sàng phối hợp với các lực lượng ứng phó, xử lý những tình huống cấp bách trong việc bảo vệ rừng và khi cháy rừng xảy ra. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật huy động lực lượng, phương tiện trong trường hợp cần thiết, điều tra làm rõ đối tượng, nguyên nhân gây cháy, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm. Phía Chi cục Kiểm lâm đã thường xuyên là chỉ đạo là kiểm lâm, nhất là kiểm lâm cắm địa bàn của các cơ sở, là thường xuyên phối hợp với tổ đội chuyên trách của thôn bản là tuần tra kiểm tra rừng trong suốt mùa khô hanh và thường trực là hầu như 24/24 trong cái nguy cơ cháy rừng là cấp 3, cấp nguy hiểm, là phải phối hợp là tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cơ sở, lồng ghép các cuộc họp thôn bản với các chương trình khác để nâng cao ý thức của người dân, là thường trực và tuần tra thường xuyên để kiểm tra và phát hiện sớm khi cháy rừng xảy ra và huy động lực lượng để ứng cứu kịp thời. Phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ không của riêng ai. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, bên cạnh sự chủ động của các ban ngành liên quan, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, từ huyện đến xã, thôn bản, thì ý thức của mỗi người dân mới là yếu tố hết sức quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác của Học viện Phụ nữ Việt Nam và công tác phối hợp giữa Hội Phụ nữ và ngành giáo dục, vừa qua Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, giới thiệu về giới tính, các vấn đề về xâm hại tình dục trẻ em và một số nội dung có liên quan cho học sinh tại 8 đơn vị trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm trường trung học phổ thông của tỉnh, đội ngũ chuyên gia, giảng viên và tình nguyện viên là sinh viên của khoa giới và phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ tìm hiểu và nhận biết cũng như là cách phòng tránh chống lại bạo lực học đường và xâm hại ở lứa tuổi vị thành niên. Thông qua tuyên truyền, các thầy cô giáo và học sinh tại các điểm trường đã rất hào hứng tham gia vào những trò chơi, hoạt động nhóm để tìm hiểu về cách phòng tránh, phòng chống bạo lực học đường, hành vi xâm hại đối với chính bản thân và những người xung quanh. Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay, chúng em đã nhận phân biệt được giới tính nam nữ và cách phòng tránh về xâm hại tình dục. Với lứa tuổi học sinh thì chúng em cần cố gắng trong học tập và duy trì để an toàn của mình ạ. Xác định công tác phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là rất quan trọng. Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các đơn vị trường học về việc tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống. Công tác phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em trong trường học đưa nội dung này thành một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học. Theo đó, các cơ sở giáo dục luôn quan tâm, đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của từng đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, thông qua nhiều hình thức phong phú đa dạng với nhiều nội dung tuyên truyền công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đối thoại về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, từ đó giúp các em học sinh hoàn thiện về nhân cách và cách sống. Chú trọng việc rèn kỹ năng sống cho học sinh, thì việc được mời các cơ quan có chuyên môn đến tuyên truyền cho các em thì đây là một việc nhà trường rất chú trọng, vì nó sẽ giúp các em có một cái nhìn toàn diện, nhìn sâu sắc về mặt chuyên môn để từ đó nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi, giúp các em sẽ tự hoàn thiện bản thân mình, đặc biệt về mặt nhân cách và đối với giao tiếp trong cuộc sống và trong xã hội. Tình trạng bạo lực học đường đã và đang diễn ra trên khắp thế giới ở tất cả các bậc học khác nhau, trong đó có cả Việt Nam. Trong đó đối tượng bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở học sinh nam mà còn có cả ở học sinh nữ.
không chỉ giữa học sinh với học sinh, mà còn bạo lực giữa học sinh với giáo viên. Các hành vi bạo lực có thể là bạo lực về thể chất, bạo lực về lời nói và bạo lực về tinh thần. Cùng với bạo lực học đường, việc hiểu biết về giới tính và tình trạng xâm hại trẻ em cũng đáng báo động. Xác định điều đó, trong những năm qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền nhằm đem lại những kiến thức, các kỹ năng bổ ích giúp học sinh ở lứa tuổi vị thành niên nhận thức đúng về bạo lực học đường và xâm hại thân thể để phòng tránh, góp sức hỗ trợ cộng đồng, bè bạn trong việc phòng chống tình trạng này. Trong đợt tuyên truyền lần này, tại tỉnh Lai Châu, Học viện Phụ nữ đã tổ chức tuyên truyền tại 8 điểm trường trung học phổ thông tại huyện Sìn Hồ, Tân Uyên và thành phố Lai Châu với trên 10.000 học sinh được tư vấn. Khoa giới và phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam thì đã cam kết với lại cộng đồng là chúng tôi có những cái chương trình truyền thông cộng đồng để phục vụ cho cộng đồng, và các cái đối tượng của chúng tôi hướng đến đó là các cái trường phổ thông có từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, và đặc biệt là các trường phổ thông cấp 3 là các bạn ấy đang ở tuổi dậy thì chúng tôi đã tập trung vào các cái hoạt động truyền thông giúp các bạn ấy nâng cao về nhận thức về giới tính cũng như là những cái cơ chế có thể phòng vệ, cũng phòng vấn, cũng có thể tự bảo vệ mình như thế nào. Để mà làm được cái hoạt động này thì chúng tôi không chỉ có giảng viên mà chúng tôi còn huy động được cả đội ngũ sinh viên. Và các bạn sinh viên thì có thể thứ năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba là các bạn đã có thể đứng truyền thông được các cái chủ đề này. Và mỗi một bạn ở một miền quê khác nhau, trưởng thành từ một mái trường trung học phổ thông khác nhau, thì các bạn ấy quay trở về chính cái địa phương của mình để các bạn ấy cống hiến cộng đồng và các bạn ấy giúp cho những cái thế hệ đàn em của các bạn ấy là trưởng thành. Vậy thì khoa giới của chúng tôi đã tạo ra được một cái mạng lưới như thế để có thể giúp cho khắp cả nước, và trong đó là có Lai Châu. Lai Châu của chúng tôi là có bạn Nguyễn Như Quỳnh, là một bạn học sinh của thành phố Lai Châu, và hiện Như Quỳnh có thể đi được những cái điểm trường của Lai Châu ở thành phố, ở Sìn Hồ, ở Tân Uyên, ở Phong Thổ, để Như Quỳnh có thể truyền thông, và nhiều những bạn như Như Quỳnh nữa có thể truyền thông được những cái kiến thức này đến với các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh dân tộc thiểu số. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, ngành giáo dục sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục về công tác phòng chống bạo lực học đường, tham mưu tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác giáo dục nhằm không để xuất hiện tình trạng bạo lực học đường xuất hiện trên địa bàn tỉnh, gây nổi cộm và bức xúc trong dư luận. Thời gian vừa qua, công tác phòng chống sốt rét trên địa bàn xã Mường Tè, huyện Mường Tè luôn được duy trì và đạt nhiều kết quả tích cực. Số ca mắc sốt rét được khống chế và không có tình trạng tử vong do sốt rét. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết phức tạp là yếu tố thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển. Bên cạnh đó thì yếu tố miễn dịch của người dân giảm dần nên nguy cơ mắc bệnh sốt rét tăng cao và dễ lan trên diện rộng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau đây. Ngay từ đầu năm nhận thấy nguy cơ bùng phát dịch sốt rét trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã đã tăng cường giám sát sốt rét, phân công chỉ đạo cán bộ y tế xã, y tế thôn bản thường xuyên theo dõi tình hình sốt rét trên địa bàn, chủ động giám sát tại các thôn bản xa trung tâm, lấy lam máu xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét, sử dụng đúng có hiệu quả test chẩn đoán nhanh sốt rét nhằm phát hiện sớm bệnh nhân sốt rét, người lành mang ký sinh trùng và khoanh vùng điều trị triệt để, không để sốt rét lây lan ra diện rộng. Đồng thời báo cáo ngay về trung tâm y tế huyện để hỗ trợ nhân lực, thuốc men, vật tư, phương tiện xử lý. Chỉ đạo cán bộ điểm sốt rét tăng cường theo dõi tình trạng di biến động dân cư, quản lý và báo cáo định kỳ về trạm y tế và trung tâm y tế huyện các đối tượng như công nhân các đơn vị thi công các công trình để có biện pháp bảo vệ, tuyên truyền, giáo dục phòng chống sốt rét. Trạm y tế thì đi tuyên truyền bà con nhân dân phát quanh bụi rậm với lấy lam để phát hiện ký sinh trùng sốt rét ạ. Với đây hiện tại là bản Nậm Hán cũng đang ký sinh trùng sốt rét là nó đang bùng phát, nó đang có ổ dịch ở đấy. Còn chị tuyên truyền xuống bản lấy lam để phát hiện ký sinh trùng sốt rét, để tuyên truyền cho bà con hiểu về khi nào mà mắc bệnh sốt rét thì là người bệnh sẽ là rét run sốt cao, với là nguy ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và có thể là dẫn đến tử vong nếu mà để lâu dài. Thế bà con không thể nào ở nhà mà làm cúng bái mo, cứ ở nhà mà không xuống trạm, mà không điều trị kịp thời là nó sẽ đến tử vong. Đảng ủy chính quyền các xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tại địa phương phối hợp với y tế, đặc biệt là hỗ trợ y tế xã, y tế thôn bản, tổ chức tuyên truyền về nguyên nhân tác hại của sốt rét, tuyên truyền vận động người dân, kể cả người dân từ nơi khác đến, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống sốt rét như ngủ màn, chống muỗi đốt,
khi sốt phải đến cơ sở y tế khám, lấy lam máu xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét và điều trị sớm, đúng phác đồ, đủ liều. Các bộ chính quyền xã cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là trạm y tế, và tổ chức tuyên truyền và phun thuốc khử khuẩn phát màn cho bà con nhân dân. Và đặc biệt là cái tuyên truyền bà con nhân dân là ngủ là phải có màn và đi nương cũng phải màn theo. Cho nên Ủy ban nhân dân xã là giao ban các đơn vị hàng tháng là nào tuyên truyền chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là các bản tuyên truyền đến bà con nhân dân thực hiện tốt về công tác phòng chống sốt rét trong thời gian vừa qua. Hôm nay có y tế về tuyên truyền phòng chống sốt rét với về khơi ránh gần nhà cho bà con để trúng mối, và hôm nay bên y tế đã tuyên truyền thì người dân chúng tôi cũng hiểu một phần về phòng chống sốt rét. Từ đầu năm đến nay, xã Mường Tè chỉ ghi nhận 2 trường hợp mắc sốt rét. Tuy nhiên, xã Mường Tè là địa bàn giáp danh với các xã có nhiều ca bệnh, đặc biệt là có nhiều người dân đi làm công nhân tại các vùng đang có dịch bệnh sốt rét bùng phát. Cùng với đó là do người dân đi nương rẫy không mắc màn. Mặc dù công tác tuyên truyền cho người dân ngày càng được đẩy mạnh, nhận thức của người dân ngày càng tăng, nhưng vẫn còn có một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan với dịch bệnh, không chấp hành các biện pháp phòng chống sốt rét. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với y tế tích cực tuyên truyền vận động người dân chủ động dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà và thôn bản, nhắc nhở và hướng dẫn cách phòng bệnh tại các vùng nguy cơ cao. Sau 2 năm triển khai và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6, đang triển khai thực hiện đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Thực tế cho thấy chương trình phù hợp với điều kiện của tỉnh về giảng dạy, học sinh học 2 buổi trên ngày. Cơ sở vật chất, đội ngũ cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Các cơ sở giáo dục tích cực tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm để rèn kỹ năng sống, tăng tính thực hành và gắn học tập với thực tiễn cuộc sống, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập. Giáo viên được giao quyền chủ động xây dựng nội dung kế hoạch môn học, lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm, áp dụng các phương pháp tích cực hóa hoạt động của học sinh. Hiện nay, ngành giáo dục tỉnh đang tập trung tháo gỡ những khó khăn liên quan tới giá sách giáo khoa, ưu tiên kinh phí học tập cho học sinh dân tộc miền núi, tuyển dụng, biên chế đội ngũ giáo viên, thiếu giáo viên dạy ở các môn học mới, triển khai môn tích hợp các môn học mới như là tin học, ngoại ngữ để sớm đạt được mục tiêu giáo dục đề ra. Năm 2023, huyện Tam Đường được giao nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là trên 26,5 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là trên 22 tỷ 700 triệu đồng và vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là gần 3,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được nguồn vốn đầu tư từ đầu năm, huyện Tam Đường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã rà soát các hạng mục cần được đầu tư để triển khai giải ngân nguồn vốn, trong đó chú trọng phân bổ nguồn vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc xã Sơn Bình nhằm phấn đấu đưa xã này về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Từ đầu năm đến nay, công tác phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Tân Uyên được đẩy mạnh. Tổng diện tích nuôi trồng đạt 133 ha và 250 lồng cá với thể tích là 36.720 m3, trong đó có 152 lồng hiện đang nuôi cá với tổng sản lượng thu hoạch đạt khoảng 200 tấn. Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, bà con nhân dân tiếp tục duy trì và phát triển lợi thế vùng lòng hồ thủy điện để phát triển chăn nuôi cá lồng thuộc xã Tà Mít, đồng thời khuyến khích nhân dân lựa chọn những giống cá con năng suất, chất lượng được thị trường tiêu dùng ưa thích. Và thưa quý vị, bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau và xin kính chào tạm biệt.